Con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8. Trong cái video bán lan được tối ngày hôm nay của con có bán cây 5 cánh trắng hồng hồng, hàng hàng ươm cây chuẩn hoa 100%. Cây kích thước cây từ 60 đến 70 cm, hàng nở xuân và cây đã mọc mọc như ngón tay trỏ của con đó. Con so sánh ngón tay cho cô chú chị xem, và cô chú chị có thể kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, đầy đủ kích thước, đúng kích thước 60 đến 70 cm đó. Thì cô chú chị mua một ngọn thì giá 250.000, và cô chú chị mua từ 3 ngọn bên con sẽ bao ship, và một chậu của nó thường là từ một ngọn đến 3 ngọn. Cô chú chị thích mua một ngọn thì vẫn được và sẽ là 35.000 tiền ship đó. Thì đối với đơn hàng 3 ngọn thì con sẽ bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Hàng ươm cây nên chắc chắn nó sẽ chuẩn bông 100%, và hàng này con năm thứ ba rồi, con có ra bông tại giò và con làm cây rất là nhiều đó. Thì cây rất là to khỏe để cô chú anh chị sưu tầm đó. Thì con có quay cận cho cô chú anh chị, vừa rồi con có bán, cũng bán khá nhiều, cô chú anh chị ủng hộ và cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo con đến nó bán cây kiếm. Kiếm thì bên con có 5 loại. Đầu tiên là con giới thiệu cây kim long, lai cây hoàng long. Đây, lô kiếm đợt này của con thì cây rất là to. Và tin mừng để cho cô chú anh chị là có một bạn ở Buôn Ma Thuột có mua khoảng 20 chậu kim long, lai hoàng long năm ngoái, và sổ bông toàn là rava không. Tất cả đều là vàng đó. Thì nên cái cây gieo hạt lai này á, thì tỷ lệ ra mặt hoa giống cây mẹ rất là gần như 100%. Không phải là ý là cái màu sắc á, còn khuôn bông thì nó có thể khác đó. Như cây vàng củ chi, cây tiếp theo cây vàng củ chi lai gem đó. Thì cô chú anh chị có mua bên con hàng kiếm được mới biết rồi, và giá thì nó sẽ là 33.000 một cây. Cô chú anh chị mua 10 cây con sẽ bao ship cho cô chú anh chị. Kiếm đợt này to hơn các cái đợt đợt trước con bán, và củ chi lai gem đó rất là đẹp. Rồi con qua mẫu kiếm tiếp theo, đó là cây cái này để con coi cái tem. Cây này là cây kiếm xanh Huế, thì vẫn là cái kiếm xanh Huế đó. Thì cây rất là to, to hơn hai đợt kia. Cây này thì thường là một năm nó sẽ đẻ ra được hai lứa rồi cho cô chú anh chị, và chắc chắn lứa thứ hai nó sẽ có bông bói để cô chú anh chị chơi bông đó. Thì cô chú anh chị chơi hàng dâu hoàng tiếp là con bán cây hoàng long lai, cây xanh Huế đó. Thì cây các cái loại kiếm này á, thì cô chú anh chị chơi hàng dâu hạt thì nó sẽ rẻ hơn là so với cô chú anh chị mua một tép va. Bây giờ như cây cây kiếm phan trí mà lá sần thôi á, thì nó đã dao động khoảng 5 đến 6 triệu. Cây kiếm phan trí mà hàng chuẩn, hàng lá láng á, thì bán tầm 20 triệu. Tiếp theo con bán cái mặt cây cuối cùng, đó là cây đỏ thái. Đỏ thái này thì cũng tự làm thôi chứ không phải là cây nhập từ Thái về, tại vì hàng Thái bây giờ rất là cao, con hạn chế nhập và con tự sản xuất tự làm. Thì giá vẫn là 33.000 một cây. Trong cái logo clip lần này của con là tiếp tục đăng bán cái chậu phi điệp hàng đắt lay. Như chậu này là chậu số 1, 2 thân rất là to mập nù như này, chuẩn bị rụng lá chờ bông, thì giá 200.000 thôi. Đó, hàng rừng chuẩn, hàng rừng 100%, thân già vẫn còn đầy đủ, thân năm ngoái chưa ra bông, về cô chú anh chị sổ nhé. Cô tiếp theo đó là chậu số 2, chậu này tới 24 thân lận đó, và rất là mập nù, con bán 350.000 chậu này. Đó, rất là mập, thân già vẫn còn nguyên gốc rễ, thân tơ đầy đủ đó. Chậu này cũng chưa sổ bông, và nếu mà có sổ thì con cũng chả biết. Con bán chậu tiếp theo đó là chậu Phú Thọ, chậu này 3 ngọn 300.000 đó. Vẫn còn nguyên thân già đồ đầy đủ cho cô chú anh chị về làm cây 300.000. Chậu tiếp theo
đó là chậu ESO. Chậu này 2 3 2 4 6 thân. Chậu này 6 thân. 2 thân to, 4 thân nhỏ, con bán 45.000. Chậu này. Thôi cô chú anh chị cần chậu nào thì có thể nhắn tin qua cho con, có 4 chậu như đó, như vậy. Đó, thì con cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi video bán lan của con hôm nay.